Hầm Hải Vân 2 vẫn sẽ tiếp tục được mở để các phương tiện lưu thông mà không phải bị tạm đóng như thông báo trước đó. Theo tập đoàn Điều Cả, thời gian đến, dự án vẫn sẽ tiếp tục đảm bảo vận hành liên tục hai ống hầm Hải Vân sau khi đã thống nhất giải quyết các vấn đề với các cơ quan liên quan. Trước đó, mặc dù đã hoàn thành công trình hầm Hải Vân 2, nhưng do còn thiếu hơn 1.180 tỷ đồng vốn ngân sách và cơ chế thu phí hoàn vốn vẫn chưa được thực hiện, nên tập đoàn Điều Cả đã thông báo sẽ chỉ tổ chức vận hành ống hầm Hải Vân 2 từ ngày 1 cho đến ngày 21 tháng 2. Dự án mở rộng hầm Hải Vân 2 nằm trong tổng thể dự án xây dựng hầm đường bộ qua Điều Cả với tổng vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng. Kể từ khi đưa hầm Hải Vân 2 vào hoạt động, đã góp phần tăng lưu lượng, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông hơn trên toàn tuyến hầm Hải Vân.